Hello các bạn, hiện tại Akira đang đứng ở tại nhà hát của Châu Hổ Bình Sơn. Trời mưa rất là lớn, nhưng mà có một số khán giả thì ào vô phía trong cánh gà, có một số khán giả thì vẫn còn ở ngoài đội mưa. Thì hiện giờ mấy anh em nghệ sĩ vẫn đang hát. Mấy cái thời gian gần đây trời mưa quá trời mưa luôn các bạn. Một lát nữa coi như là chắc là cũng phải chơi luôn. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ còn bài nữa không? Chưa mà vẫn còn một bài nữa mới tới phiên Aki. Không, bây giờ Aki sẽ cho trợ lý của Aki đi ra ngoài để mà cầm quay ha. Rồi một lát nữa xong bài này Aki sẽ ra ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn quý vị rất nhiều. Các bạn hát xong rồi chuyện cũng mới chị vừa Duy Thiên hát xong rồi chồng phải yêu cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, Thiên rất là vui và thú chương trình gặp đến công ty dịch tại công ty dịch đã có rất vừa rồi. Nhưng mà thời tiết cũng không đẹp cho lắm và bên trong còn nhiều nghệ sĩ khác hát hay hơn, biểu diễn cũng hay hơn rất là nhiều, chúng ta hát hay hơn rất nhiều. Rồi Thiên xin phép phần lời chia tay cũng nghỉ ở đây. Một lần nữa chúng ta xin kính chúc đại gia đình Châu Hồ sẽ có buổi tối thì rất là thật sự vui vẻ và hạnh phúc, và mong rằng một ngày gần nhất thì tôi sẽ được trở về đây để tiếp tục cùng nhiều bên bao gồm buổi tối hôm nay, thời tiết sẽ đẹp hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, thời tiết đã ổn định, đã đẹp trở lại rồi. Cảm ơn ông trời rất là nhiều nha. Và để tiếp tục chương trình sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức phần trình diễn đặc biệt tiếp theo nữa, cũng không kém phần sôi động trên sân khấu. Một trong những ngôi sao ca nhạc nằm trong top ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam nhiều năm qua các bạn đã từng yêu mến. Một tràng pháo tay chào đón ngôi sao ca nhạc trở về từ Nhật Bản, Akira Phương. Bạn thân ơi, ta sẽ luôn luôn khắc ghi những giây phút này. Tình anh em, ta mãi nguyện thề có nhau. Yeah, và lần đầu tiên Akira xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đại gia đình ở tại Bình Sơn Châu Hậu. Lời kính chúc khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Thank you. Và bây giờ 500 anh em qua kia đâu. Hãy nắm nhẹt chặt bàn tay của anh em chúng ta lại và cùng đưa lên. Hãy cùng ra kia ra ca khúc Một Kiếp Sau Vẫn Lại anh em nha. Anh em nào thích quẩy thì xuống dưới đây, Akira sẽ xuống dưới quẩy chung với tất cả quý vị luôn nha. Hey, yeah. Dừng chơi đâu ạ? Cho Akira thấy những cánh tay xinh đẹp của tất cả quý vị được không ạ? Thank you. Đứng trên đây thì nó buồn quá, nó lẻ loi quá, chắc là phải xuống dưới quậy thôi đúng không? Được không ạ? Được không thì chỗ tay lớn lên. Thank you. Yeah. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chung mình. Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn. Và ta luôn luôn vẽ trên một tiếng cười. Đời trong gai chỉ bán cơm với riêng hơi cũng chung mỗi ngày. Bạn không vui tôi cũng hoang vô cõi lòng. Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc, và đôi lúc ấp những thương đau gục ngã. Tình anh em gian khó hiểm nguy đánh nhau cũng luôn sẵn sàng kề vai nhau. Ta quyết đi hết con đường. Bạn thân ơi, ta hãy luôn luôn khắc ghi những giây phút này. Tình anh em mong kiếp sống mãi như vậy. Yeah, anh em mình là một gia đình, một gia đình phải chơi hết mình. Anh em mình là một phi đội phải chơi dữ dội. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cú su hào, và cú su hào chồng ở đâu nào? Cú su hào chồng ở bên nào? Bên nào là lên luôn. Trời mưa ước áo ước buồn nhưng không ước được tinh thần nhân chơi. Trời mưa ước áo nhân chơi nhưng chơi lạnh quá nhưng chơi không bỏ về. Yeah. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn. Và ta luôn luôn vẽ trên môi những cười ha 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 ha. Đời trong gai chia bát cơm với sương hơi uống chung mỗi ngày. Bạn không vui tôi cũng hoang vô cõi lòng. Đời anh em ta trải qua những tháng trầm.
nhờ như thế mới biết ai là người tốt. Tình anh em gian khó hiểm nguy đến đâu cũng luôn sẵn sàng kề vai nhau. Ta quyết đi hết con đường. Bạn thân ơi, ta hãy luôn luôn khắc ghi những danh phút này. Tình anh em có kiếp sống mãi như vậy. Bình Sơn ơi, ta sẽ luôn luôn khắc ghi những danh phút này. Tình anh em ta mãi nguyện thề có. Xin cảm ơn tất cả những anh em, tất cả các cô chú bác, các anh chị và các bạn đã dầm mưa và đi ủng hộ cho tất cả anh em nghệ sĩ cho buổi hôm nay. Và cũng chúc cho tất cả quý vị luôn có được những tình cảm tốt đẹp nhất của những người anh em, bạn bè của chúng ta trong cuộc sống này. Và hãy luôn ghi nhớ một điều rằng mong kiếp sau vẫn là anh em. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Và thấy được những tấm chân tình của quý vị trong buổi hôm nay thực sự là ra rất là cảm động ạ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ca khúc vừa rồi là ca khúc Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em, một ca khúc Akira đã phát hành cách đây 3 năm nằm trong bộ phim ngắn cùng tên Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em. Và cũng rất là vui mừng khi được quý vị đi đến đâu cũng được quý vị yêu cầu ca khúc này hát đầu tiên. Và để không đáp lại tấm chân tình đó, Akira xin hát tặng quý vị một ca khúc mới mà Akira vừa phát hành cách đây vài ngày. Akira cũng đã làm một cái bộ phim ngắn rất ý nghĩa trên YouTube cũng như là Facebook của Akira Fan, nói về phản ánh về cái xã hội này của chúng ta. Xã hội càng phát triển thì tất cả chúng ta có một số người thì sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, một số người thì sống vong ơn bội tình không nhớ là khi mà mình xa cơ thất thế ai đã từng cưu mang giúp đỡ mình. Và nhưng mà trong số đó vẫn có một số người vẫn sống yêu thương tất cả mọi người mà không màng là mình sẽ bị thiệt hại đi điều gì. Và đó là điều mà Akira muốn gửi gắm qua cái bài hát được mang chủ đề Bài Học Vô Giá. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hiện nay trên Facebook Akira đang tổ chức cuộc thi hát karaoke bài hát Bài Học Vô Giá này. Và nếu mà quý vị nào thích hát có thể sau khi nghe xong ca khúc này về nhà lên YouTube search karaoke Bài Học Vô Giá, sau đó quý vị hát và up lên Facebook của mình rồi copy cái đường link đó gửi về trang Facebook Akira Fan để tham gia cuộc thi. Và sẽ có hai phần quà, một phần quà dành tặng cho khán giả hát hay nhất và một phần quà có clip ấn tượng nhất dành cho khán giả đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Xin cảm ơn ạ. Một mình suy tư với bao chuyện cũ lúc một thời tôi trải qua, lại dần hiểu biết lớn lên cho tôi những bài học ở quanh tôi. Khi ta đã lớn lên có chung một sự sống, xin ai cũng quý nhau. Vì sao lại cứ đánh giá nói sau lưng nhau để làm chi? Hãy phải chịu đau khổ với những giây phút ta ngông cuồng. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu? Sẽ có lúc vui buồn. Đoạn đường đi trong gai hay cố gắng vượt qua. Hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng dù vẫn biết mong manh. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Không ai quên nhà được tôi ngay lúc này. Hãy cứ vượt qua. Một vài ba người luôn tin tôi sống bên kia chỉ nghĩ cho mình. Lòng đường lỡ bước có mấy anh sẽ cứ mong. Một vài ba người vẫn thích sống không người phụ tình. Ngày nào tay chẳng ai đang cứu ai bên trời. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người. Một điều gì, một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh. Hãy để cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, không còn nỗi buồn phiền, đau khổ bởi những lợi ích cá nhân. Hãy để cuộc sống của chúng ta là một sự tận hưởng cho biết người, chứ không phải sống chỉ để trả nợ đời. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu? Sẽ có lúc vui buồn. Đoạn đường
đi trong gai hay cố gắng vượt qua, hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng. Dù vẫn biết mong manh, nhưng tôi sẽ cố gắng. Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này, hãy cứ vượt qua. Những chào tay của quý vị rất nhiều và hy vọng rằng ca khúc Bài Học Vô Giá sẽ đem lại quý vị những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và sự như ý. Arigato, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Yeah. Các bạn, Aki hát xong rồi. Hả? Cảm ơn Vui Trần nha, cảm ơn các bạn nha. Trời mưa quá, cũng may là khi Aki ra cái nó hết mưa. Xong rồi bắt đầu cái hát xong được một bài. Tới bài thứ hai bắt đầu mưa lại các bạn. Cảm ơn em. Rất là vui hôm nay trời mưa vậy nhưng mà khán giả vẫn rất là cuồng nhiệt các bạn. Đó, thấy mọi người xung quanh không? Đó, yeah. Chụp hả? Ok. Ok, cảm ơn các bạn. Ước hết rồi. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Yêu dấu nha. Bye bye các bạn.